Không phải con này đâu. Con kia to mà. Ui. Đi về chuột chuột to hoang đây. Ê. Thằng kia đừng chặn đầu, kiểu đang là chặn đầu ấy, mất là chuột. Béo nhỉ. Toàn chuột to này. Ba con to nhỉ. To không? Đi hết anh Đạt này. Ừ. Mẹ bắt chuột kiểu uầy thả con này vài vài. Nghe không em? Không phải là nó đốc em. Chuột to mà. To lắm con này. To. Con này con này quẩn đi quẩn lại nhỉ. To con kia. Ui. To. Nhỉ. Địt mẹ mục luôn anh này. Ôi éo mình. Hôi nhỉ, hôi dình nhỉ. Đẩy ra cho ok, bỏ bà kia nó chạy kia kia. Ok kìa, ok kìa, ok kìa, nó chạy kìa. Kẹ 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 nó, kẹ nó. Ê, chạy đi trước mặt Tiên, trước mặt Tiên. Trên nữa. Đấy. Anh Tiến ơi, lên kia ngồi đi. Đấy. Anh bẻ răng đi này. Đấy con nha, đấy con ơi. Ông là ông bẫy chuột đây bên. Ở đây là bẫy nhiều bẫy lắm đấy. Ông bố cho con này mà. Cả bẫy. Không loại nhà cháu nhặt được 50 cái. Nó không tháo ra. Cái gì ăn cả bẫy. Chưa. Hết chưa? Tiền người nó gửi vào tài khoản mình à? Tài khoản quốc tế mà. Sao công banh? Đại loại là tài khoản là phải thuộc. Có cái tài khoản phải được giao dịch được quốc tế. Mắt tơ cạc nó cũng. Ui xấu lắm. Sao không phải đào gì nữa mà không đào à? Đào đi. Phát mà. Quốc. Quốc ấy, con nữa, hai con gì. À, hàng đây thì ở đây thì gì? Hai con chuột tuổi. Thịt mẹ lồi nó đấy tay. Hay nhá. Mẹ. Hai ngay nhá. Cú sâu 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 vào. Được rồi. Thấy đuôi rồi. Này. Thấy đuôi rồi, đuôi rồi, nhìn thấy đuôi rồi mà. Thế là kịch hàng đấy đâu, thấy đuôi được kịch hàng. Đấy, địt mẹ mà cứ hàng là đào bên này thấy chuột còn đỡ nhỉ. Nhìn đi chạy vào rồi. Nhìn. Vậy là bắt sớm mới muộn. Đi đuôi chưa? Đuôi rồi. Đuôi rồi. Ủa, nhìn thấy đuôi rồi. Mấy mắt nhìn thấy. Một mắt thôi. Đã vừa thay lại đứt đuôi. Ui, đuôi to lắm. Con này khác, cẩn thận nhá, xem con chuột nó bắt nhá. Con này con khác. Alo, con to à? Không. Đó, con nó bé thôi mà. Ui, mấy con. Mấy con. Đây, chuột cắn nhau. Con chít chít cắn nhau, đấy đất rồi. Bò thường á. Nó cắn nhau mà. Con chuột vào đấy nó bé mà, làm gì to thế này. Con này ra ra bà con ui, này. Ui con toi. Chít 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 quá. Hai chục con này để khô khô đi ăn là chết đâu ăn. Dị mẹ mày. Có ba con to anh đâu nhỉ? Để khô ăn dài. Ông đứng đây ông rú 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 rú. Rú rú ghế rồi. Ngoài hàng cơ. Anh phải lấy thuổng xỉa. Quốc. Không lấy thuổng. Lấy thuổng xỉa. Quốc. Quốc mới xỉa được. Quốc nó chạy mẹ loạn thế này. Quốc đúng kìa. Quốc sâu vào. Mẹ này mẹ đấy, đúng chưa anh em ơi? Đúng sâu quá. Để anh con xỉa xỉa. Thôi được rồi, thế thôi. Bảy miếng cái xuống là được rồi. Xỉa đây. Bịt mẹ ra để đào tiếp. Đào xước. Đấy, đào này còn đỡ. Ui, đấy. Ôi, nhanh. Địt mẹ. À, biết vào. Có hàng người không? Đợi lên. Đợi lên. Đấy đuổi đuổi đi. Địt mẹ. Ê đây, đi chạy đây nhá. Đây đi đuổi thằng đi. Đây đây, chuột dân Nam. Dân Nam đuổi đi, dần đi. Đấy. Chui hàng kia rồi. Dần tiếp đi, xem con nào không nở ra nữa đờ. Kéo dặn thẳng đi để nó vuột. Đấy có hàng không? Đây, chui hàng đấy mất rồi, đúng rồi, hàng đâu rồi. Nhét 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 vào đi. Đập có bắt con chuột không xong. Nhét đi. Dẫn thẳng lên. Nó quả ấy dẫn thẳng lên thì nó chạy lên. Hết.
Đuôi đấy, đuôi đấy, nhìn chưa? Rồi. Con này cũng to mà. Chạy, chạy ra. Nó có đuôi không sợ. Nó cắm đầu lên rồi, đúng không? Ôi trời. Nó ra ấy. Nó chạy ra đấy. Nó chạy ra một lần rồi nó đéo chạy ra đâu. Con này thoát đấy. Quá quá ta bận lần này là lần này là tha nó nhá. To ai như nhờ? To không? Nhờ, nhỏ đéo gì đúng không? Còn đâu? Ok rồi. Thôi, đi, rồi đi. Về đi. Về đi. Vẫn sợ, vẫn sâu lắm. Sâu.